Hey hey hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rita. Mình là Ngô Cẩm Ca và hôm nay trong clip này Ca sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một bông hoa hồng xoắn cánh to giống như cái hoa mà các bạn đang nhìn thấy trong video này nha. Và loại giấy mà Ca sử dụng là giấy nhung ý nha các bạn.